Là mấy bạn coi nè, cái mặt đồng hồ nó cực kỳ dễ chày luôn á đó. Mặc dù xe mới mua đó nha, xài có xíu mà nó chày như vậy. Giờ mình làm sao để khắc phục nó? Ok, hello anh em ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh cái mặt đồng hồ trước nha. Thì mình có tặng cho anh em mấy cái mà bông tẩm cồn với lại là chai xịt đó. Thì chai xịt đó mấy anh em cũng có thể là vệ sinh lên đây để mà mình xịt lên nha. Xong rồi nó có xà bông á thì mình lau cho nó dễ, nó sẽ không có bị xước. Đó. Sau khi mà lau xong thì mấy anh có thể là lấy cái bông tẩm cồn á mình vệ sinh đó cho nó sạch sẽ trước khi mà dán. À, mặc dù là cái xe này người ta mới mua thì cũng chạy được 1 tháng rồi đó, xe này đời 2019-2020 ha đó. À, cái mặt đồng hồ nó hình kim cương rất là đẹp. Thì mấy anh chị chỉ cần là vệ sinh sạch sẽ thôi đấy. Những cái dụng cụ á em có tặng kèm, nếu như mà mấy anh chị có dán ở nhà á thì nó cũng rất là đầy đủ rồi ha. Để sao cho mà mấy anh chị dán lên nó đẹp nhất. Còn ở đây thì khi mà em thì cái shop ở quận Phú Nhuận á thì mấy anh chị có thể tới dán. Thì ở đây thì em có đầy đủ đồ nghề để mà sao cho phục vụ dán cho mấy anh chị lên rất là đẹp. Video em tua nó nhanh bởi vì cái thời gian làm nó lâu đó. Thì nếu như mà mấy anh chị tới dán thì trong khoảng 15 phút thôi đó là đã xong rồi. Đấy. Sau khi vệ sinh xong thì lau sạch sẽ. Trong đó em có để tặng cho mấy anh chị khăn luôn, đầy đủ luôn để mấy anh chị xài ha. Dư giả để xài luôn á. Nè, mấy anh chị coi nè, sau khi mà vệ sinh xong là rất là đẹp nè. Đó, nó bóng. Nhưng mà thật ra thì nước vậy thôi nhưng mà nó vẫn chạy. Đấy. Đây ha, một miếng bê bép á, thì nó sẽ có 3 lớp ha. Nè, giống như cái ổ bánh mì kẹp thịt vậy đó. Ở trên là mặt bóng. Thì nếu như mà mấy anh chị nhận hàng á, thì em có mồi sẵn luôn. Mồi sẵn cái lớp số 1 luôn. Đó. Em tách ra, còn cái này là em mới cắt laser ra nên là nó sẽ dính ha. Thì em mở bằng dao lam, dao đọc giấy, đó. Thì cái bước này thì mấy anh chị xem cho biết thôi, chứ thật ra thì chỉ cần là lột cái tem số 1 ra là làm được rồi. Đó. Cái tem số 1 á là nó sẽ bảo vệ cái mặt đồng hồ. Đó, cái lớp số 1 nè, em tách ra là đó. Ha, rồi cái BBF là nó dính với lớp số 2. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ khi mà em vệ sinh xong, rồi bây giờ em tách lớp số 1 ra và bắt đầu em xịt nước lên ha. Xịt xà bông lên nè. Đó. Rồi, chuẩn bị tách ra. Thì mấy anh chị cứ làm giống như em làm thôi. Cũng dễ. Khi mà tách được 50% rồi xịt nước vô ha. Rồi, xịt thêm lần nữa.
xịt càng nhiều càng tốt để cho khỏi bụi. Ướm vô nè. Đó. Thấy không? Đó. À, sau khi mà ướm vô rồi á, tại vì cái này nó nằm ở trong kẹt thì mấy anh chị thổi thổi nha. Đó. Thổi cho bọt á, nó trôi ra ngoài thì mình mới biết được là nó có bị cấn gốc hay không. Đó, đây là kỹ thuật nha. Đó. Rồi. Đấy. Rồi xịt nước lên để lát nữa mà dễ dán. Với lại là ví dụ như có bụi đi ha, em thị phạm cho mấy anh chị coi. Nếu mà có bụi thì mấy anh chị có thể lột ra, xịt lại, dán lại bình thường nếu như dán chật nha. Cái này là em cắt laser sao cho là nó cái độ mà sai số nó khoảng chừng rất nhỏ nha, chưa tới 0,5 thôi. Đó. Thì nó sẽ cần tỉ mỉ trong cái giai đoạn mà mới dán á. Khi mà bước đầu dán á thì cần phải canh kỹ các kiểu. Đó. Xong rồi sau khi mà dán xong, canh xong giai đoạn này á thì dán lên rất là đẹp. Bởi vì canh lên mình dán nó vừa khít luôn á thì nó sẽ không có hụt, không có dư hay sao. Nếu như mà dán chật vẫn có thể lột ra dán lại, vẫn được bình thường. Này mấy anh chị có thể là dùng được tới 6 năm lận. Đó, sau khi mà dán lên nó là nó phục hồi hai chiều. Cả trong lẫn ngoài luôn. Tôi bắt đầu gạt nước nè. Bởi vì cái đồng hồ xe này em đang dán thì không hiểu sao Người ta đổ nhựa keo á, nó ngay cái mép nó gai lên gọc, thì em dán cho nó lệch qua chút xíu, nhưng đảm bảo được là cái miếng PVF nó ôm sát cái đồng hồ luôn, rất là đẹp. Mấy anh chị cứ gạt nước giống như em là được rồi. Đó. À, gạt cho nó ra hết thôi. Rồi mình xéo góc á, mình nhìn góc xéo á, coi nó là nó có bị bọt hay gì không là được rồi. Đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà em nói á, người ta đổ nhựa, hãng nó đổ nhựa nó lên một cái gai, mà sau khi mà hoàn thành xong họ không có mài đi, không hiểu luôn. À, sau khi dán á thì cái mặt đồng hồ của mấy anh chị bởi vì dán nước nên là nó chưa khô, đó thì nó hơi đục đục, nhưng mà sau khoảng 1 tiếng 15 phút sau là nó trong vắt luôn nha. Nè, bây giờ mấy anh chị nhìn đi, hồi nãy nó xước ra, giờ dán lên đâu có xước đâu đúng không. Đó, nó phục hồi hai chiều. À, nhìn coi sát viền rất là đẹp. Đó. Thấy không? Bóng đẹp. Bởi vì cái PVF này á, nó có phủ một cái lớp ceramic mỏng. Đó. Nhìn đẹp lắm. Đây, đây là chiếc mà Yamaha nói là 100 cây chạy được 1,69 km. Ấy, 1,69 lít xăng. Này, sau khi dán đồng hồ xong thì cũng sẽ lên dán chóa đèn nè. Đó. Không. Chóa đèn đi chưa gì đã xước rồi đó. Xước nhẹ ha. Đầu đèn, đèn xi nhan. Đó, đuôi đèn. Dán hết. Đấy, chưa gì đó đã bị vẽ phấn lên rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Every single day.